Vâng, chào tất mọi người đến với kênh của Thợ Quèn. Thì hôm nay vào một cái buổi tối mà mình cũng sắp xếp được thời gian thì sẽ tiếp tục ra một cái video hướng dẫn cho mọi người cái cách sử dụng cái con timer 24 giờ của hãng Jin. Thì con này thì ứng dụng trong thực tế nó cũng khá là phổ biến trong thực tế để sử dụng làm bật tắt đèn đường và hệ thống tưới cây tự động. Thì mình mới tậu về chuẩn bị cũng lắp tủ cho khách, cho nên thì mình trước khi lắp thì mình sẽ ra một cái video này hướng dẫn cho mọi người cài đặt ha. Thì con này thì nó dùng cái cục pin để khi nào mà mắc điện thì pin này là cục pin 1.5 3A 1.5V. Thì để khi nào mà mắc điện thì nó cũng giúp nó là lưu trữ cũng như là cho cái timer nó vẫn tính thời gian cho nó chính xác. Thì bây giờ cái cục pin này thì mọi người mở cái này ra ha. Mọi người mở này ra, mọi người lắp pin vào. Thì bên đây sẽ là cực dương nha, bên đây sẽ là cực âm, bên đây là cực âm, bên đây là cực dương. Thì mọi người sẽ gài vào đây. Khi mà mọi người gài vào rồi thì cái đồng hồ nó lập tức nó sẽ được kích hoạt đó, nhờ cục pin này, nguồn pin nó kích hoạt cho cái đồng hồ. Rồi thì trước tiên thì tôi sẽ nói về cách đấu dây. Thì mọi người nhìn vào thì mọi người thấy được là nó có bốn cái chân 1 2 3 4 ha, bên trái điểm qua. Thì nguồn 220V sẽ cấp vào 1, 2 à, và nguồn ra phụ tải là 3 và 4 à. Cái con này thì nó, để mình xem coi nó chịu tải được bao nhiêu ampe nha. Con này thì nó chịu tải rất là nhỏ mọi người ơi, được 10 ampe thôi. Thì đối với cái bóng đèn đồ này kia thì mọi người có thể đấu trực tiếp. Như cái bóng đèn này thì mọi người có thể đấu trực tiếp nhé. Còn đối với cái tải bơm hay là cái tải đèn mà có công suất lớn á, thì mọi người nên dùng qua cho tôi là cái khởi động từ ha. Dùng một cái tấm tơ đó thì gọi là khởi động từ đó, để mình cấp nguồn cho phụ tải, rồi cho đó nó mới phù hợp hơn ha. Thì ở đây tôi test thử cho nên tôi lấy cái phụ tải là một cái bóng đèn đèn bóng 220V nha. Tôi đấu vào chân 3, chân 4 là ra phụ tải. Đây, đây là cái cách đấu dây. Rồi cái dây này thì một tí nữa thì mình sẽ ghim nguồn 220V vào. Đây, ở đây tôi có chuẩn bị sẵn một cái ổ nguồn điện là 220V. Thì bây giờ tôi sẽ cấp nguồn vào ha. Tôi sẽ cấp nguồn vào luôn nha. Đây là cái trạng thái mà khi nó được cấp nguồn thì cái đèn power nó sẽ sáng lên ha. Còn cái đèn on này là khi nào mà nó bật qua chế độ mà nó sẽ xuất cái cổng xuất nguồn ở cổng output ra, nó mới sáng lên. Đây, nó bị ruột dây rồi nó tắt. Giờ tôi sẽ lấy một cái gì đó tôi dặn cái dây này lên cho nó đừng có ruột nữa. Đây thì bây giờ là đang trạng thái là có nguồn vào rồi đó. Thì trước tiên thì tôi sẽ giới thiệu về cái màn hình này thì nó có những gì. Ở đây nè mọi người, nó sẽ có cái mũi tên nè, mọi người thấy cái mũi tên chỉ xuống không, là nó chỉ qua lại ha, ba cái vị trí này. On là bật bằng tay, off là tắt. Còn ở chế độ này là chế độ mà mình nó chạy theo cái thời gian mà mình cài đặt. Rồi bây giờ tôi muốn là tôi bấm auto man nè, auto gạch nút auto gạch man nè, thì tôi sẽ chuyển qua bằng tay nè. Đây nó được bị phá màn hình. À, cái đây là cái ổ giống như cái ổ khóa vậy đó mọi người ha. Thì mọi người muốn mở khóa ra thì mọi người bấm reset gạch recon cho tôi là 4 lần liên tiếp, 1 2 3 4, thì nó sẽ mắc cái chữ ổ khóa đó thì chúng ta mới sử dụng mấy cái phím bàn phím được. Thì bây giờ tôi sẽ bật bằng tay thử coi cái cổng ra nó có điện không nha. Tôi sẽ bấm auto gạch manu 4 lần bật từng cái. Đây on nè, đây mũi tên nó chỉ xuống on thì cái cổng ra lập tức nó có điện à. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua off là tắt nha. Nó chạy qua một trở lại nè, off là đang chế độ là tắt. Còn đây là chế độ auto, thì nếu mà mình để auto thì nó sẽ chạy theo cái thời gian mà mình cài đặt. Đây on nè,
giờ tôi sẽ chuyển qua chế độ auto nha. Rồi ok, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cài đặt nha. Đây là cái nút là mở khóa và cái nút khóa với lại cái nút reset. Ví dụ như mình muốn xóa cái lệnh mà mình cài đặt á, thì mình sẽ bấm nút đó. Cái timer này thì nói là mọi người là nó sẽ có là 16 lần bật tắt trên ngày, tổng cộng nó tới 16 lần lần đó mọi người. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cài cái thời gian thực. Thì ở đây nó có cái phím hao là phím giờ, phím cài giờ, phím min là cái phím cài phút, còn cái phím quýt này là phím cài thứ. Thì bây giờ nó đã phá màn hình nữa, thì chúng ta mở khóa chúng ta bấm reset 4 lần, 1 2 3 4. Rồi ok, tôi sẽ cài giờ. Thì hiện giờ tôi sẽ coi cái đồng hồ tôi là 19 giờ, là 7 giờ tối đó. Buổi tối cũng gắng sắp xếp để chia sẻ video cho mọi người đó. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh Thợ Quèn nha. Rồi bây giờ tôi sẽ bấm phím hao cho đến 19 giờ. Đây, 19 giờ đúng nha. Thì bây giờ sẽ phím min là phím phút. Mọi người muốn cho nó nhanh thì mọi người đè vào luôn ha. Mọi người lấy tay mọi người đè vào luôn. Đây tôi sẽ chỉnh nó về 0 1 phút chứ. 19 giờ 1 phút mọi người, nó lướt qua được rồi, 1 phút. Đây, 19 giờ 1 phút nha mọi người. Rồi ok. Thì cái dây thì nó không có quan trọng. Mình không có cài. Dây thì lúc nào mà mình cài xong là nó chiều trễ gì không hết rồi. Bây giờ mình sẽ cài ngày. Thì hôm nay là ngày thứ 6. Đây, with thứ 5. Ê, bữa nay thứ 5 chứ, thứ đời mà. Quên là thứ 4 nè, thứ 5. Đây, tiếng Anh cũng dở hay mọi người thông cảm. Nên gì chứ ngu tiếng Anh lắm. Rồi, ok, đây là thứ 5 thì mình cài đã cái thời gian thực tế rồi, nó đúng rồi đó. Bây giờ tới cái phần mà mình cài đặt. Thì mình muốn cài đặt tắt mở này thì mình bấm vào cái chữ timer nha, timer. Đây. Bật lần 1 là có nghĩa on số 1 là lần số 1, on lần 1. Đó, thì mọi người muốn cài bao nhiêu? Thì bây giờ hồi nãy mà để mình trở về cái màn hình chính thì mình sẽ bấm lock nha. Mình coi cái mấy giờ. Đây, 19:02. Thì tôi sẽ bật lên là 19:03. 19:03 nó sẽ bật cho mọi người xem. Thì tôi sẽ cài 19 giờ nè, 3 phút. 1 2 3. Đây. Rồi tôi tiếp tục cài bật lần 1 rồi đó, thời gian bật lần 1 là 19:03. Thì thời gian ốp lần 1 19:04. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Ok. Rồi, bây giờ tạm thời bật lần 1 vậy đi cho mọi người xem coi nó như thế nào. Đây, rồi lần 2 nè, không có cài, khỏi cài. Lần 3 đồ khỏi cài. Mình muốn bấm vào màn hình chính bấm lock. Rồi ok, thì nó cũng chuẩn bị bật luôn rồi đó. 19:03 nó sẽ bật cho mọi người xem nha. Đây mình phải chuyển qua cái chế độ auto nè, để cái chế độ auto nó mới bật tự động nha mọi người. One, two, three. Đấy, rất là chính xác. Đúng hơn ha. Tưởng đâu nó không bật là mọi người nói tôi xạo nữa, nói thằng Thợ Quèn này xạo quá xạo nữa. Đấy, thì nó bật rồi đó. Thì nó bật sẽ bật. Đây, cái phím này là cái phím khóa này nó khóa rồi đó. Chúng ta cài cho dù chúng ta có bấm cái gì nữa bây giờ cũng không có được chứ. Thấy không? Ai mà không biết mật khẩu mà 4 lần reset là coi như đồng hồ bỏ luôn. Thấy không? Rồi, nó chơi thôi chứ thật ra cái này cũng dễ ai cũng biết chứ đừng nói tôi xạo xạo, tôi nói khơi khơi nha. Rồi ok, đó, cái đó là nó bật lên 19:03 rồi đó. Rồi tới 19:04 nó sẽ tắt cho mọi người xem. Vài giây nữa nha, mọi người thông cảm đợi xíu. Tại vì cái video của tôi ra thì tôi ít hay cắt ghép gì lắm. Tôi quay thực tế cho mọi người xem luôn à. Chung là cắt ghép chi. Không thích. Thích cái gì nguyên si à, zin á. Đấy, 19:04 nó sẽ tắt mọi người. Rồi. Thì ngày mai hoặc là ngày N vậy đó thì nó cũng vẫn là bật cho mọi người lúc là 19:03 và tắt là 19:04. Đấy, đó là bật tắt lần 1. Rồi, mình nó khóa màn hình thì bấm mật khẩu nó coi điểm dấu nha. Nhớ bấm 4 lần reset nha. Đừng cho ai biết hết nha. Đó, 4 lần reset mất cái chìa khóa. Rồi vô cài đặt. Đây, bật lần 1 là 19:03 nè.
tắt lần 1 là 19:04, rồi mình sẽ cài lần lần 2, không cài đi, khỏi lần 2 không cài. Giờ muốn thích thích lần 16 à. Đây. Bấm lên 16 cài chơi coi. Đây. On là 16 nè, bây giờ bấm là 19 giờ. À, 19 giờ 5 đi. 19 giờ 6 đi chứ nãy giờ nó cũng lâu rồi mọi người. 19 giờ 6. 19 giờ 6 sẽ bật. Đây. Rồi. À, tới bấm timer cái nữa. Rồi tới 19 giờ 17, 19 giờ 7 chứ. 19 giờ 7 phút nó sẽ tắt. Rồi ok. Đã cài xong. Cài xong thì sao? Cài xong bấm lock cho thoát ra ngoài. Trời ơi, nãy cài 19 giờ 6 được mới có 3 mấy giây. Thôi mọi người chờ một xíu nha. Thông cảm. 19 giờ 6 nó mới tắt. 19 giờ 6 nó mới bật. Ý 19 giờ bật tí, phải không? Nãy mà cài nhiêu quên tiêu. 6 6 đúng rồi, 6. Rồi 19 giờ 6 thì nó sẽ bật lên cho mọi người xem. Đấy. Đây sao nó khóa luôn mọi người. À nó mắc cái nguồn, nó dụ cái nguồn thôi chứ không có gì chứ. Nè, nó tắt cái nguồn qua. Sao mà xuất ra được. Sửa lại đây. Chàng ơi, là đụng nó dụ cái nguồn vào chứ không phải là gì. Đây, 19 giờ 6 nó bật lên tường. Chứ dù mắc điện, phải không? Giống như nó test giùm tôi gì luôn. 19 cho dù nó đang ở chế độ mà 19 giờ 6 nè, nó mắc nguồn. Đó thì nó vẫn là mình khi mà nó có điện lại nó vẫn trong 19 giờ 6 đó, phút thì nó sẽ bật lên cho mọi người luôn. Nó rất là coi như là nó sợ tôi không có giới thiệu cái phần đó gì, nó tự ruột dây luôn. Đấy. Trời thôi. Rồi. Hy vọng là nó sẽ tắt. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích cho mọi người đăng ký kênh của mình ha. Giống như bà con cô bác nào đó thì không biết thì xem cái video này. Đó, 19 giờ 7 nó tắt rồi đó. Xem cái video này thì có thể giúp cho mọi người hiểu thêm về một cái thiết bị nữa và ứng dụng vào thực tế cho mọi người. Mọi người muốn sử dụng cái gì đó thì mọi người lắp, hay là muốn đặt tủ bên tôi thì cứ liên hệ bên tôi và đặt. Rồi xin thân ái chào tạm biệt nha.